Dạ Khánh xin chào ông bà cô chú chị em và các bạn thân yêu. Bữa nay thì có Kha xuống nhà Khánh chơi, rồi có thêm ba đứa nhỏ nữa, rồi có dì Hương nè đó. Cho nên là bữa nay thì Khánh sẽ tổ chức một cuộc thi vui chơi và giải thưởng, đó là một chai dầu ăn cooking oil 1 lít. Đây. Thì bữa nay á thì Khánh thiết kế một cái trò chơi mới, đó là trò chơi uống nước dừa. Thì ở đây á là có Di, thằng Quyền, thằng Tý với thằng Kha sẽ chia làm 2 đội đó, chứ không phải là 4 đội đâu nha. Thật sự là chỉ có 2 đội thôi, và đội thứ nhất á là 3 nhỏ, và đội thứ hai là một mình Kha. À, lý do mà Khánh chia làm 2 đội á thì Kha là bao nhiêu ký? 30 ký. Tí 38 ký. 38 ký. Còn Ngân Quyền 44 với 38 là nhiều. 7 mấy, 8 mấy, 44, 78, 44 với 38 là 81. 82 hả? Chị Khánh không có tính. 82, còn con? 5 mấy? Nó lớn lên đi, 50 mấy? 5 mấy con biết nữa. Đâu không rồi, đâu con. Cho 55 đi. Cho 55 là nhiêu nhiêu? 42 với 50... 82 với 50 là 100... 35. 135. Rồi cho 135 xây xích xuống chút xíu, tại vì hôm nay nó không có cân cho nên là nó cũng không biết là nó mấy ký nữa. Thì ở bên kia á là 135 ký, còn bên đây á là 130 ký. Theo tụi con là phân chia đội giống vậy là có công bằng không? Công bằng. Công bằng chưa? Khai công bằng không? Công bằng. Công bằng rồi không? Mình cân ký, mình tính tiền công bằng rồi phải không? Xây xích với nhau rồi chút xíu thôi. Thì mỗi đội sẽ có một con dao, thì để vừa chặt dừa, vừa chặt trái dừa mà vừa uống nước dừa luôn. Đó, thì Kha nó có hơi bị khó khăn ở một chỗ này. Đó, chỗ này là cái chỗ mà khó khăn nhất của Kha. Ví dụ ba nhỏ thì có thể là ngồi xuống chầm hổm vậy nè, chặt dừa được, chặt được. Còn Kha thì không có ngồi được, tại vì cấn cái bụng quá bự cho nên là không có ngồi được. Ví dụ như bên đội ba nhỏ thì vừa chặt thằng này chặt rồi buông dao ra, thì thằng này uống thì thằng kia cầm dao lên chặt được. Còn thằng Kha thì vừa chặt mà vừa uống có một mình thôi, nghĩa là nó chậm hơn một chút xíu. Cho nên là Khánh có nhờ dì Hương trợ giúp cho Kha, nghĩa là khi mà Kha chặt xong trái dừa của Kha, Kha bỏ dao của Kha qua bên thì dì Hương sẽ chặt giùm Kha trái dừa. Vậy là công bằng không? Công bằng. Công bằng không con? Công bằng. Được chưa? Rồi vậy bây giờ thì dừa thì nó còn nằm ở trên cây, cho nên là giờ trước khi chơi thì mình sẽ giật dừa. Đi giật dừa gì hơn? Giờ ai giật dừa đây? Hay là cây á? Yeah.
vừa lấy sai thiệt. Ừ. Mà vừa lẻ cao cái mắt là hai tái tái được không? Hay quá. Thôi, còn tái là khó giật á. Nó lủng lẳng đấy, lủng lẳng. Trong lòng con cảm thấy sao? Dạ. Trước khi thi trong lòng con cảm thấy sao? Hồi hộp. Sợ. Sợ gì? Hả? Sợ gì? Sợ tại anh gà bự quá. Tí. Dạ. Giờ trước khi thi trong lòng cảm thấy sao con? Hay, hồi hộp. Tại sao? Dạ. Ủa sợ uống không lại. Còn con? Con cũng sợ uống không lại. Bên con sợ hả? À. Nội này đang cảm thấy lo sợ đúng không? Lo sợ. Em cũng cảm thấy lo sợ nữa. Còn em uống chứ lẽ uống hơi sốt đó vừa. Dạ. Em cũng đang lo sợ. Còn cưng cưng thấy sợ. Lo sợ. Lo sợ gì? Lo sợ. Sợ không đủ nước dừa. Dừa không đủ uống. Tao không đủ. Dừa này cao không đủ uống nè, lo sợ đó. Dịp tiếp. Thấy thấy thấy. Quay lại cho nghe. Uống hết chưa? Nhất dữ lắm hả? Nhất nhất lên tới động. Vậy hả? Nhất răng răng nào? Răng trong á. Răng trong chứ không răng ngoài hả? Bữa hả bác sĩ khám bác sĩ có nói gì không? Dạ không. Nhưng mà bận sao đi khám rồi bác sĩ nói sao nha? Thôi nằm nghỉ đi. Để chị thế vô cho. Hồi nãy giờ thì tí bị nhức răng cho nên là không chơi nổi, tại vì nhức lên đầu luôn cho nên là nhức dữ dội lắm, cho nên là tí vô nằm nghỉ rồi. Giờ Khánh sẽ là người thay thế cho tí. Khánh thì 42kg, 43kg gì đó. Nãy tí nói nhiều gì hơn? 37. 37 hả? Vậy là lớn hơn mình, đợi bên đây chút xíu rồi đó. Thì bây giờ là tới bây giờ ở đây có hai con dao ha. Đội của Kha thì tái đầu tiên là Kha sẽ tự động Kha chặt dừa, còn những cái còn lại thì chắc là Dĩ Hương sẽ tự giúp cho Kha, tại vì tội nghiệp Kha mất cái bụng. Thì cuộc thi này mình sẽ chơi trong vòng 10 phút, trong vòng 10 phút, và ai uống nước dừa nhiều nhất, bên đội nào uống nước dừa nhiều nhất thì đội đó sẽ thắng. Là mỗi người mình đều chơi là chơi hết mình ha. Rồi bây giờ có hai dao rồi, tụ tì nha. Cử một người đại diện cho tụi tì với Kha đi. Thằng mình chọn dao. Chứ giờ mà vậy thì khổ. Cái kỳ á. Tiền. Chị. À rồi chặt nữa hả? Ủa vậy là ai lấy dao? Con lấy dao rồi. Con lấy dao đó. Con lấy dao này. Chưa. Bây giờ khoan từ từ để điếm hết coi. Giờ mình điếm hết coi đây có mấy tái? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tái dừa. À, dừa này là dừa khô rồi. Khô rồi. Đó, nước kêu. Lắc nước nó kêu rồi là dừa khô. Nó vắng quá dạ. Nên vừa nãy thì cũng được. Rồi bây giờ chuẩn bị nha. Mấy giờ rồi rồi dân? Con dừa 10 phút. 10 giờ 34. Rồi 10 giờ 34 phút thì 10 giờ 44 phút là cuộc thi sẽ kết thúc. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Chặt gì? Chặt cho chặt tới đi. Chị bắt đầu nghe. Đúng rồi. Ghê hả? Ghê lẻ lắm ghê. Cố lên Di ơi. Cứng lá cạo bị dơ. Ông chặt ra. Quá đạo luôn. Chặt này nha. Chặt rồi. Rồi dân coi gì hơn. Lên Di. Đúng rồi. Đúng rồi. Uống đi. Qua đây, qua đây, qua đây. Đúng rồi. Qua đây nè, qua đây nè. Đúng rồi, vô đó luôn. Ê, cứng quá. Đúng rồi, mạnh xuống. Sao là có dữ mà đó. Ai đứng có Khánh chặt chưa? Cứng tháo. Con Khánh chặt đây. Con ơi, tụi con làm mất hết một giây rồi, thấy chưa? Thôi, nè dừa. Dì uống trước đi. Đây, đây là cái dừa. Dừa khô có uống qua. Uống nè, đưa Khánh vậy cho. Mình có quyền mình chặt nè. Hai 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 khô gì hơn? Dừa này dừa khô à. Có được uống khô luôn Khánh. Được, thì coi mình uống đi. Để mình uống. Còn Kha này còn gì hơn là uống thằng Kha nha. Nói không? Hai 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 chặt gì thôi, từ từ hai hai chặt nữa thì uống hết bỏ uống. Đây Khánh. Dạ. 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 Nè, đây là tái thứ hai của đội Khánh. Đội của mình gom vừa lại để anh. Con gì vậy Hương chặt nhìn dễ biết lắm. Vừa khó uống quá. Uống có tổng uống mày à.
Uống đó lên mày. Uống đựng cho đỏ, uống đựng cho đỏ. Đỏ mà nói là ăn gian. Qua lên khóc khóc chào lẹ không? Lẹ dưới ha. Lẹ dưới đà. Chị vậy chị. Chị gấu uống nổi. Gấu uống nổi hả? Ơi. Ba chẳng gì không ai. Chị Thanh gọi cô uống đi. Nổi. Để tao giặt cho gì? Đây. Mày chặt uống thôi. Đi kì, đi kì, đi kì. Chị gặp giờ nào tao chặt rồi vô chết luôn. Vừa nào hồi nãy. Có cáo đâu. Nữa thôi. Chặt lên. Nói Thanh là được 3 tới giờ rồi. Đúng em rồi. Tới 3 tới. Sao cũng được 2 được 3 tới hả? Không phải ai. Tao chưa uống mà. Rồi. Giờ của mình để lên lên hỏng quan bên con. Rồi, lại lên, lên, tao nói đi lên. Rồi. Rồi. Hey. Bà tái chút vô rửa lại rồi mình mới lại. Bà tái hả? Bà nhớ mà. Mình cũng bà tái chứ bộ. Uống bà tái thì ba người mình tao bà tái. Chặt thằng nào cũng chết luôn. Cô em chạy không kịp. Mới ăn chạy không kịp. Giá nồi nãy giờ ngưng á. Kêu khác đi chặt nó gì hơn. Đứa con. Kêu đứng chặt nó gì hơn. Uống thôi từ thôi, không cho đổ nha. Từ áo từ. Không kịp cái ọt luôn. Nhiều nước dưa. Lát đi, cái bụng lát lát lát. Ủng ảnh, ủng ảnh. Ủng ảnh hả? Sao bóng đáy rồi? Nó làm đáy vợ kìa. Con nò quá. Hên sáng trường sáng á. Ông sáng tết nữa à. Ông sáng uống nổi. Chặt cho uống này gặp chừng nào tao chặt rồi. Thiếu dừa rồi. Này vô này vô này vô. Thiếu dừa rồi. Ai uống trước sẽ hắn lẹ lên đi. Con anh luôn rồi. Chưa. Thiếu dừa thì đi giặt vô thêm. Đây đã bên đây đã được nha. Mời phúc mà. Dạ nó không có thật. 38 rồi. Nè nè nè, vô vô lẹ lên lẹ chứ. Em hiểu đi. Con làm gì vậy? Làm gì vậy? Đừng có khom xuống ông ơi, ông ngước lên cho nó xuống cái bụng. Cô uống hết nổi rồi. Cô uống hết nổi rồi. Hết nổi rồi. Hết nổi rồi. Còn dây gì dây với cô Thánh không? Nổi rồi. Khai còn hai tái bên kia, khai còn hai tái bên kia. Chạy nữa đó. Rồi Khánh uống phụ với thằng Quyền. Lẹ con. Nô quá, uống hai tái. Dư làm lâu quá. Nào không kia. Rồi. Ơ chưa hết anh chưa? Hết rồi. Con ai lấy tao uống hộ cho anh vậy? Chặt luôn. Thôi anh Quyền uống mà đứng với tớ kìa. Quyền đứng là nhóm hồi nãy. Uống đâu nó chờ con, uống từ từ đó nó chờ con. Uống đậu. Gặp vô nào chạy. Xong. Xong. Em cũng xong. À, em xong xuống anh kìa. Bảy trái hả? Bên đây cũng bảy trái luôn hả? Trái tại vì 14 mà. Vậy giờ sao? Ai gọi 39 rồi, còn thời gian. Rồi ngưng lại đi, đi chặt vô tiếp nha. Ôi đi chặt vô tiếp. Bây giờ mất thân lại giờ thêm. À không nổi đâu, không nổi đâu, giờ không nổi rồi, cũng nữa hàng rồi. Hết nổi rồi. Sao? Hết nổi rồi, không nữa. Vậy chứ giờ sao? Không nổi. Ờ, hết nãy rồi. Nó nhức 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 cái đầu rồi. Nó là nó nhức nhức cái đầu rồi. Đúng rồi. Dê em giữ lên cho luôn. Nó đau bụng quá. Ước áo còn. Nãy đây hằng nào rồi tốt. Dạ. Nhức nhức cái đầu quá. Con còn uống nãy không? Nổi. Nổi không? Nổi một trái nữa. Nổi một trái nữa hả? Con còn uống nãy không? Hết nổi. Để chồng chị đó. Đi có hết việc tái nữa cho con uống nha. Giờ thêm hai tái nữa. Thầy với dây thằng nào thằng nào cũng uống nổi nữa. Vậy bây giờ khoan, giờ dịch tới giờ nó mới được. Phải cho nó uống mới được. Mới cân bằng. Chứ
nhiều khi nó nói nó không uống thì thường khác thường sao phải không? Rồi. Giật thêm cái nữa đi. Chạy luôn rồi. Chạy ói luôn rồi. Đuổi con chó đi ra coi. Để chờ nó ra đây nhận giải luôn. Nó ra không nổi rồi. Nó không đưa luôn, xích luôn. Hả? Ngồi kìa. Anh tí nằm nhắm. Quyền nằm bên đây. Quyền ngồi kìa. Quyền ra hết nổi rồi. Dì Hương tao giải ăn đi. Này Dì Hương tao giải ăn. Bữa nay thì đội của Di là đội thắng cuộc. Đó. Cho nên là bữa nay là phần thưởng một chai dầu ăn khúc kia nôi một lít sẽ thuộc về đội của Di. À, bây giờ Di sẽ đứng ra đại diện để mà nhận gài. Hay đó. À, thì còn thằng Quyền á thì nó ngồi đó nó đi hết nổi rồi. Còn tí thì nhức gan nằm trong tổng mày đó. À, bây giờ con nhận quà con mũi nè, con nhận quà con có lời nào muốn nói không? Dạ vui. Vui tại sao vui? Dạ con thắng được anh ca. Thắng được anh ca. Dạ con có lời nào muốn nói không? Con nói lời nào muốn nói không? Em muốn hết nổi. Nói thiệt là bữa nay là Khánh, tuy là đội của Khánh là đội thắng cuộc nhưng mà Khánh cảm thấy là Kha uống rất là dữ dội. Một mình Kha mà chọi với ba đứa luôn á. Một mình Kha uống 7 tí vừa. Nói uống đầu tiên luôn á. Đâu có đâu nhiều dữ hả? Phải biết sao. Kha đồng xê xích với mấy đứa này nè. Xê xích có 5kg à. Tại này nãy Khánh vô Khánh thấy 1 tí á. Tại Khánh vô Khánh thấy 1 tí. Chứ là nếu mà Khánh không thấy một tí không biết là có thắng nổi Kha hay không luôn á. Thì Kha nó rất là dữ. Thật sự là tại vì đội của Khánh là nó đông người thôi. Chứ thật sự là Khánh nghĩ là đấu không lại Kha. Số ký có nằm hơn có 5kg à. Hả? Nên không lại. Nên hy vọng là tâm những cái trò chơi tiếp theo sẽ Kha sẽ có cơ hội để mà giành chiến thắng trong những lần sau. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Khánh xin cảm ơn hết ông bà cô chú anh chị và các bạn. Khánh xin chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn có một đêm ngủ thiệt là ngon giấc. Còn bây giờ thì Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại.